Ashinomoto. Trinh đã trở lại livestream đây. Hôm nay là Trinh đã chuẩn bị hết, sẵn sàng vừa chia sẻ cách làm đẹp, vừa chia sẻ cách trang điểm, cách dưỡng da và tất cả các câu hỏi cho các bạn. Bây giờ các bạn muốn Trinh chia sẻ cách trang điểm trước hay là cách dưỡng da trước hay làm chơi đố vui trước? Chưa thấy bạn nào chọn cái nào hết. Trinh có một cái điện thoại bự là Trinh đang livestream, còn điện thoại nhỏ thì khi nào bạn nào trả lời câu hỏi thì Trinh sẽ dựa vào trên này. Bạn nào trả lời đầu tiên thì Trinh sẽ add fan bạn đó nha. Mọi người có nghe Trinh nói gì không? Hello Hiệp Lùng. Đố trước hả? Hay là đợi mọi người vô đông đông đi rồi sẽ đố nha. Chuẩn bị rất là nhiều câu đố rồi. Đợi mọi người vô đông đông chút xíu nữa nha. Dưỡng da trước hay là trang điểm trước? Chọn đi, Trinh chuẩn bị hết rồi nè. Một là trang điểm, hai là dưỡng da, ba là đố vui. Mọi người chọn đi. Dưỡng da trước ha. Mọi người nghe Trinh nói rõ không? Tụi em nghe chị nói rõ không? Alo, alo. Thôi bây giờ Trinh quyết định là chia sẻ cách dưỡng da trước nha. Tại vì cách dưỡng da của chị thì đơn giản thôi. Nhưng mà chị muốn nhắc nhở tụi em một điều là tụi em dưỡng da thì phải cần kiên nhẫn nè, chịu khó nè, chăm chỉ nè. Chứ không có được dưỡng một làn da đẹp không phải là một ngày một, ngày hai. Cách mà chị dưỡng da rất là đơn giản. Trước khi ngủ thì rửa mặt sạch sẽ. Sau khi rửa mặt sạch sẽ thì chị dùng kem phay ở spa của chị. Như vậy thôi là chị đi ngủ, chị không xài nước hoa hồng cũng như là không xài thêm bất kỳ một cái gì hết. Rồi sáng ngủ dậy thì rửa mặt, lại đánh thêm một lớp kem phay nữa. Sau đó thì dù cho chị có đi ra ngoài hay là không thì chị vẫn xài thêm một cái kem chống nắng. Tại vì khi ở nhà thì nhà mình có cửa sổ, ánh nắng nó vẫn vào được. Thì dù cho ở nhà hay là đi ra ngoài, chị vẫn đều đánh một lớp dưỡng da trước. Lúc nào cũng phải là đánh một lớp dưỡng da trước, xong sau đó sẽ đánh một lớp kem chống nắng lên. Kem chống nắng độ khoảng 50. Nếu mà chị đi ra ngoài mà không có công việc gì hết, chị chỉ đi ra ngoài mà ra shop với lại spa coi ngó thôi á, thì chị đánh một lớp kem, một lớp kem phay trước, xong sau đó là tới lớp chống nắng, xong sau đó sẽ đánh một lớp B-Win, phấn mỏng B-Win, xong sau đó là sẽ thoa một chút son B-Win. Và son, màu son mà chị hay dùng nhất của B-Win đó là màu cam, màu chị đang đánh là màu cam. Rồi xong rồi đó. Còn nếu mà chị đi ăn uống, đi cà phê với bạn bè thì chị sẽ đánh thêm một lớp nền của B-Win nữa ha. Rất là đơn giản. Kem phay trước nè, lúc nào cũng kem phay trước. Mỗi sáng, mỗi tối, dù ở nhà hay đi ra đường, mỗi buổi sáng chị đều đánh một lớp kem phay và một lớp chống nắng và một phấn mỏng B-Win. Em thấy không? Còn son này thì chị nói thiệt luôn là chị rất là điệu, nên là dù đi ra ngoài hay là ở nhà chị cũng đều đánh son hết. Ngay cả đi ngủ chị cũng đánh son. Cái này chị nói rất rất là nhiều lần rồi. Tại vì khi mà gương mặt của mình chỉ cần một chút son thôi, là đi ra đường hay là dù ở nhà hay là phớt ngang một tấm gương nào thôi, mình cũng thấy mình tươi tắn hơn là mình không thoa son. Nên lúc nào chị cũng thoa son hết. Nếu một vật
chị đi ra đường một vật chị không thể thiếu đó là son. Còn cách dưỡng da của chị như lúc nãy chị nói rồi, rất là đơn giản, chỉ xài kem face thôi, và một tuần cố gắng đắp mặt nạ 2 lần. Còn dưỡng da người của chị cũng vậy, mỗi tối chị đều xức kem body hết, kem ở spa. Một tuần nếu mà có thể, nếu mà có thời gian thì chị tắm trắng 2 lần, còn không thì chị chỉ tắm 1 lần thôi. Kem face của chị dùng hợp nhất là cho da khô, da của chị là da khô, thường không hợp với da nhờn, thường là không hợp với da nhờn. Khoảng 10 khách da nhờn mà xài kem của chị thì khoảng 1-2 khách sẽ bị dị ứng và không có hợp với kem của chị. Kem của chị hợp nhất và dùng đẹp nhất đó là cho da khô nha. Son của chị là son Bwin. Tụi em có thể ghé 417 Võ Văn Tần, quận 3, ở trên lầu 2. Ở dưới là bán đồ, còn ở trên lầu 2 là spa của chị. Có bán đầy đủ kem face, kem body và Bwin. Nãy giờ chị lo nói không, chị không coi bình luận luôn. Đố vui hả, mọi người vô đông chưa, chuẩn bị nghe câu đố nha. Chị nói rồi, Chị sẽ vừa nói câu đố, mình có khoảng 1 phút để trả lời đi ha, sau khi chị đọc ra câu hỏi. Đúng rồi, sau khi chị đọc ra câu đố thì tụi em có 1 phút để trả lời. Chị sẽ dựa vào cái máy nhỏ này, chị coi bạn nào trả lời trước thì chị sẽ add fan nha. Các em nghe chị nói rõ không? Không nghe rõ thì chị tăng volume lên một chút. Chào Yến Phương. Nghe chị nói rõ không Yến Phương? Không, câu hỏi nhân gian này vui lắm, chị siêu tập rồi. Tụi em nghe chị nói rõ không? Để cho mình chuẩn bị chơi câu đố nè. Này chắc chơi câu đố không được quá. Mọi người nghe Trinh nói rõ không vậy? Alo alo. Để chị nghe lại bên này con nghe rõ không? Để chị nghe lại thử bên máy nhỏ nha. Sao bên đây không nghe gì hết nè? Ồ, bên đây đang mở. Chờ chị check lại bên đây cái nha. Chờ chị chút xíu, chờ chị xíu xíu. Sao bên đây không nghe gì hết? Nghe rõ. Chờ chị check lại bên đây cái nha. Rồi chuẩn bị nha. Có nhiều câu đố hơi nó lắc léo xíu, mọi người đừng có suy nghĩ bậy nha. Nhanh không hết, tốc độ cao mèn ơi. Chuẩn bị chưa? Mọi người chuẩn bị chưa? Bây giờ đố nha, chuẩn bị nha. Đố về bệnh, câu đố là bệnh gì bác sĩ bó tay? Bệnh gì mà bác sĩ bó tay? Nhanh lên, nhanh lên. Bệnh gì mà bác sĩ bó tay? Bệnh gì mà bác sĩ bó tay? Bệnh gì?
Các bạn ơi, bệnh gì mà bác sĩ bó tay? Trả lời kìa. À đúng rồi, Phạm Nhung, đúng rồi, Phạm Nhung. Chị ấp Phạm Nhung nhé. Phạm Nhung trả lời đầu tiên. Phạm Nhung, để chị lấy cái chị ghi mới được. Phạm Nhung giỏi quá. Đợi chị chút xíu nha. Tới câu tiếp theo nha. Một bạn đúng rồi. Câu đố tiếp theo là: câu đố tiếp theo là nắng 3 năm tôi không bỏ bạn, mưa một ngày sau bạn lại bỏ tôi là cái gì? Nhanh lên, nhanh lên, có cần Vinh đọc lại câu hỏi không? Nắng 3 năm tôi không bỏ bạn, mưa một ngày sao bạn lại bỏ tôi? Đó là cái gì? Cái bóng, đúng rồi. Sở Việt Anh. Để Trinh ghi vô. Sở Việt Anh. Cái bóng. Cái bóng, đúng rồi, Sở Việt Anh trả lời câu đúng cái bóng trước nha. Hai bạn rồi. Tiếp theo nha. Câu hỏi về cái bóng đã được trả lời rồi bạn ơi, đã được bạn Sở Việt Anh trả lời rồi. Chờ Trinh xíu để Trinh chọn câu hỏi cái. Câu hỏi là đang làm gì? Tay cầm cục thịt nắng nắng, tay vỗ mông là đang làm gì? Tay cầm cục thịt nắng nắng, tay vỗ mông là đang làm gì? Cho con bú, đúng rồi, cho con bú. Phú Nguyễn. Phu Nguyễn trả lời đúng rồi. Phu Nguyễn, con bú. Ba bạn rồi, ba bạn rồi. Trò này vui quá. Câu tiếp theo nha. Để Trinh chọn mấy câu ngắn ngắn dễ đọc cho mọi người nghe. Chết rồi, câu hỏi dài quá.
Chị đố câu này mọi người đừng có nghĩ bậy nha. Đố về việc làm. Câu đố là ở trên trên nhấp dưới giật là đang làm gì? Trên nhấp dưới giật. Trên nhấp dưới giật là đang làm gì? Trên nhấp dưới giật là đang làm gì? Cho con bú là có bạn trả lời rồi. Câu cá đúng rồi, Bùi Thanh Nam. Số 4, Bùi Thanh Nam câu. Bùi Thanh Nam. Câu cá. Có 4 bạn rồi đó. Câu cá là được bạn Bùi Thanh Nam trả lời rồi. Bây giờ tới câu khác nha. Câu tiếp theo. Điểm khác biệt. Câu đố là con trai và đàn ông có điểm gì khác nhau? Điểm khác biệt của con trai và đàn ông là con trai và đàn ông có điểm gì khác nhau? Con trai và đàn ông có điểm gì khác nhau? Nhanh lên, nhanh lên. Anh Phú nha, anh Phú là bạn của em rồi, sao em ớt anh nữa? Điểm khác biệt của con trai và đàn ông. Điểm khác biệt của con trai và đàn ông, nhanh lên, nhanh lên. Ngân Trang chỉ em chỉ mới nói một được một cái thôi là con trai dưới nước. Con trai dưới nước, đàn ông trên bờ. Câu trả lời chính xác của bạn Nhiếm. Số 5 Nhiếm. Rồi, câu hỏi này đã được bạn Nhiếm trả lời đúng rồi. Câu tiếp theo nha. Chờ Trinh chút xíu. Chết rồi, câu hỏi nào cũng dài quá. Câu đố về về cảnh vật ở Việt Nam nha. Ở Việt Nam rồng bay ở đâu và đáp ở đâu? Ở Việt Nam rồng bay ở đâu và đáp ở đâu? Câu số 6 rồi. Ở Việt Nam rồng bay ở đâu và đáp ở đâu? Nhanh lên các bạn. Nhanh lên mấy bồ ơi. Ở Việt Nam rồng bay ở đâu và đáp ở đâu? Dễ lắm, câu này dễ lắm. Hạ Long và Thăng Long. Đắc Thịnh trả lời đúng rồi. Đúng rồi, Đắc Thịnh, câu cho Hạ Long và Thăng Long là Đắc Thịnh trả lời đúng rồi nha mọi người. Câu đố số 7. Câu đố tiếp theo là câu đố số 7 là về đồ vật nha. Mọi người nghe kỹ Trinh đọc nha. Cắm vào run rẩy toàn thân, rút ra nước chảy từ chân xuống sàn. Hỡi chàng công tử giàu sang, cắm vào xin chớ vội vàng rút ra.
Đó là cái gì? Đừng có nghĩ vậy nha. Câu Thăng Long Hạ Long có người trả lời rồi mọi người. Trinh đọc lại câu hỏi nha, câu hỏi về về đồ vật cắm vào run rẩy toàn thân, rút ra nước chảy từ chân xuống sàn, hỡi chàng công tử giàu sang, cắm vào xin chớ vội vàng rút ra, đó là cái gì? Vân Anh trả lời đúng rồi, đó là cái tủ lạnh. Tủ lạnh. Vân Anh trả lời đúng rồi mọi người ơi. Đọc câu này mà sợ mọi người nghĩ bậy cũng chết. Câu đố số 8 nha. Câu đố số 8 là bánh gì? Cái gì trong trắng ngoài xanh, trồng đậu trồng hành rồi thả heo vào? Câu hỏi số 8 là cái gì trong trắng ngoài xanh, trồng đậu trồng hành rồi thả heo vào? Nhanh lên mọi người ơi, đó là bánh gì? Bánh chưng, đúng rồi. Quân còi. Câu hỏi bánh chưng, câu hỏi số 7, có bạn Quân Còi trả lời đúng rồi. Câu hỏi số 9 nha. Câu hỏi số 9 là câu hỏi cuối cùng nha. Cái gì bằng cái vung, vùng xuống ao, đào chẳng thấy, lấy chẳng được? Đó là cái gì? Đó là vật gì? Xin đọc lại nha. Cái gì bằng cái vung, vùng xuống ao, đào chẳng thấy, lấy chẳng được? Mặt trăng. Ai trả lời đúng? Đợi Trinh, chờ Trinh xíu. Mặt trăng là bạn Thiên Lành nha. Bạn Thiên Lành trả lời đúng câu này. Thiên Lành. Xong rồi, Trinh chỉ soạn được 9 câu hỏi cho mọi người thôi à. 9 câu đố. Mọi người thấy trò này có vui không? Hôm nay sẽ có bính 9 bạn được ad ban nha. Để làm sao chị chuẩn bị thêm 5 câu đố nữa rồi mình chơi tiếp nha. Chào Minh Nguyệt.
cách trang điểm và cách dưỡng da của chị đã nói ngay đầu clip rồi, tụi em nghe rõ chưa? Không có kỳ nha, Trinh dựa vào cái gì Trinh thấy đâu, bạn nào trả lời đầu tiên Trinh thấy mà. Trinh dùng điện thoại nhỏ để add fan nha. Nguyên Nguyễn, để làm sao đi em, để làm sao chị chọn, chị soạn thêm 5 câu đố nữa rồi tụi mình lại chơi tiếp nha. Tự nhiên sao lại ghét chị? Tụi em còn câu hỏi nào dành cho chị không? Thôi, cuộc livestream hôm nay xong rồi. Chia sẻ chăm sóc da và cách trang điểm đố vui cũng xong rồi, có được 9 bạn add fan. Mọi người không còn câu hỏi nào dành cho Trinh nữa thì Trinh out đó nha. Chào em Quỳnh Hương. À còn một cái điều này Trinh muốn nói nữa. Đó là Facebook của Trinh còn một hình như là còn 3.000 nữa là 1.000.000 follow rồi. Nếu bạn nào chụp được hình đúng 1.000.000 follow, Trinh sẽ add fan bạn đó nha. À và còn một điều nữa, khi mà Trinh livestream á, mọi người đừng có kêu Trinh hát nha, tại vì Trinh thề luôn là cuộc đời của Trinh hát sống hay nhất là chỉ có hai bài, đó là bài Ước Gì và bài Xa Vắng. Nên là không lẽ giờ mỗi lần mọi người kêu chị hát đi mà có hai bài đó chị xào tới xào lui hoài nó cũng kỳ. Nên là chị ít có hát là vậy. Facebook của chị được hình như là gần 1.000.000 rồi đó. Tụi em nhớ nha, bạn nào chụp được inbox cho chị sẽ add fan bạn đó nha. Bây giờ cuộc livestream hôm nay kết thúc rồi, bye bye mọi người. Bye bye. Nếu mọi người thích Trinh đố vui và add fan vậy nữa thì mọi người bình luận, để lại bình luận. Lần sau Trinh sẽ soạn đúng 5 câu hỏi để dành cho mọi người nha. Bye bye mấy đứa.